Holmes. Alamaz. Don Holmes. Alamaz. 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 Holmes. Holmes. Alamaz. Holmes. 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 You're Alamite Donna E. You're Holmes. Donna E. Holmes. 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 Darwin. Holmes. Alo. Alo, và chúng ta cũng quay trở lại trận thiếu này thôi. Còn một bài mà AC Ren của thủ Gani đang đánh 5BA. Nhưng một cái bài này đánh 5BA có vẻ là hơi khó. Nhưng mà lượng thịt anh còn không quá nhiều. Điểm số He đang rất cao và có vẻ như He là người lên đời sớm hơn. Và như đã ra tân cung vào đầu rồi. Như vậy là 4 nhà BA và chỉ xong được 5 nhà BA và chỉ xong được 4 con thôi. Bây giờ lượng ruộng mới đủ sóc 5 nhà BA. Một chiếc nhà BA. Một bài hơi nghèo tự ăn đi. Vâng, để đề nghị bạn thôi xong rồi, không bạn không nên spam. Bạn không nên spam. Nếu bạn spam một lần nữa thì khả năng mình sẽ ban bạn. Và cái điều này mình không muốn một tí nào. Và chúng ta quay trở lại trận đấu rồi. Như vậy là 4 con đều với 5 con và Gunny ăn được 1 con. Không, như bây giờ thì bị vẩy nha. Tỷ số cũng là hiện tại đang là 1 đều. Vâng, He đang muốn công vào cái bãi gỗ này của cái thủ Gunny. Đang cố gắng để sóc đều 5 chiếc nhà BA. He đang rất đông con cung R. Các bạn nhìn thấy rất đông con cung R đến từ He, nhưng mà Gunny đang điều tuần này tốt hơn. Cố gắng thủ nhà tuần này và có tách một con cung R đi để móc máy hay không. Vâng, nên tách một con cung R ít máu không, như vậy là bị bắn BB và bị bắn BM. Tôi nghĩ không nên đi ra ngoài làm gì cả. Vậy là đi quân luôn, chặt gỗ 2. Còn Gunny đang muốn đổi nhà trong tuần này. Còn He đi vào trong nhà hay là đi lùi lại, chúng ta cùng chờ xem. Vậy là He đi vào dốc. Vâng, như vậy He đi lỗi quân trong tuần này, mất 2 con. Nhưng mà Gunny khả năng sẽ bị ốp 3. Vậy là He không, như vậy He không ốp 3 và Gunny quyết định. Còn He dâng A trong trận đấu này. Các bạn ấy A ở giữa bản đồ. Và He dâng A. Không xong dần. Thank you.
Vâng, như vậy là He là người dâng A. Và bây giờ hai bên lại đưa nhau với cái thế đổi nhà. Giờ bây giờ bắn như vậy là quay lại làm ruộng. Và có gỗ, vâng, chặt gỗ ở cái hướng này. Vâng, He bây giờ thì đang đông quân hơn, lại đưa về thế trận giống hệt thế trận vừa rồi. Vâng, He tiếp tục dâng A trong bài thiếu này. Vâng, hai bên đều mất nhà nhau. Vâng, hai bên đều mất nhà. Và bây giờ Gani đang đi dò đi những điểm ăn hoang tiếp theo đến từ thủ He. Vâng, đã đây rồi. Vâng, nhưng mà không thấy cái gì. Còn đây mấy con dân bắn. Vâng, He cũng đang đi dò điểm ăn hoang của Gani. Mà Gani vẫn đang sóc được những tầng R khá đều. Cẩn thận trong tuần này. Vẫn đang ra rất đều những con cung R. Rất tốt. Và bây giờ đi lên góc 12 giờ để có thể tìm những điểm ăn hoang tiếp theo của thủ He He. Gani đang rất chú ý đến cái đội dân của mình. Vâng, chạy. Ui giời ơi, bị vẩy e không? Không 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 không. Hết gỗ dành cho He. Không, như vậy là không hết gỗ. Vâng, tí nữa thì hết gỗ. Vâng, đồ gọi đi về nhà. Vâng, đi về được rồi. Bây giờ lượng quân thì có vẻ ngang phớ rồi. Vâng, như He He là người vâng làm lại ở nhà mình. Gani hơi lỗi khi tưởng đến anh phi con voi. Anh phi con voi thì ngọ phát hiện ra xác voi ngay. Ở đây anh ăn quả thì tốt hơn rất nhiều. Cẩn thận này, lại ăn. Gặp quân, gặp quân. Vâng, vừa rồi gặp quân. Vâng, như lại làm ruộng tại nhà thì phải. Cắt một con già vào với ruộng. Vâng, bên kia bây giờ quân ngang phèo rồi. Có thể chơi được trong tuần này. Vâng, bên kia cũng đông hơn một chút. Có thể lùi không? Lùi một tí cũng được. Vâng, như vậy Gani đang muốn đấu. Vâng, điều cung tốt hơn là đến từ Gani. Vâng, bên He đang đông quân hơn. Nhưng mà Gani đang điều cung tốt hơn. Vâng, vẫn phải lùi. Dân chơi. Vâng, đứng trên dốc. Đứng trên dốc không? Vâng, cẩn thận thế này. Bây giờ thì Kham đang cần rồi. Bên này Gani vẫn sóc đều những con cung. Bây giờ quay về nhà chính làm ruộng. Móng ruộng vẫn đang còn. Một. Như vậy là He lại tiếp tục F3. Vâng, tham từ bị đè trở thành cân. Sau cái tên điều cung rất hay đến từ Gani. Yes. Yes. Bây giờ thì Gani đang ổn định ruộng và ổn định những cái đội quân làm ăn của mình. Vâng, đây, đây là bãi gỗ. Vâng, tụ cung rờ lại. Vâng, bây giờ thì He không mở thì câu này Gani khi mà nhà Gani đang ở trên một cái dốc. Và quân đang ra còn đông hơn quân của He cơ. Vâng, chơi luôn tên này. Vâng, He đấu thì lại tươi. Vâng, He đấu thì rất tươi cho Gani. Rồi, bắn thôi. Vâng, ăn được rất nhiều cung rờ đến từ thủ He. He đã phạm một cái sai lầm chết người. Không bạn nào đọc chuyện sâu cụ biết là sai lầm chết người của Kazilin. Vâng, quân thì thiệt hại cho hai bên. Nhưng mà He là người không ra được quân, còn Gani là người ra được quân. Và như vậy là tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho Gani ở trong xe đấu thứ hai này. Một pha đổi nhà rất hay của Gani. Và cái thế đấy mà anh cứ giữ nhà chắc chắn sẽ thua.